Casibox 279 Pro và Casibox S9 Plus. Đây là một trong hai cái mẫu loa thuộc top 1 của thương hiệu Casibox. Và một câu hỏi được khách hàng hỏi rất nhiều tại Hiếu VN, con loa nào sẽ hay hơn? Hôm nay thì em sẽ làm một clip để chia sẻ cho anh chị những cái điểm giống và khác nhau của hai mẫu loa là Casibox 279 Pro và Casibox S9 Plus. Một điểm chung đầu tiên của hai mẫu loa đó là mức giá. Hiện tại hai sản phẩm S9 Plus và Casibox 279 Pro có mức giá dưới 6 củ nhé. Và điểm khác nhau là gì? Mời anh chị xem tiếp nha. Điểm khác nhau đầu tiên của hai sản phẩm đó là cái cấu hình loa. Với Casibox S9 Plus sử dụng trên diện cấu hình 5 loa ha, chúng ta sẽ có một cái loa bass kích thước là 25cm. Bass này là bass sub anh chị nhé. Bên này thì trang bị trên diện hai loa chung và trên này là hai loa chép. Chúng ta có cấu hình 5 loa bass sub để cho cái tiếng trầm, tiếng bass nó mạnh hơn. Còn cái loa Casibox 279 Pro sử dụng cho anh chị cặp bass đôi là 20cm. Và bass này là bass full anh chị nhé. Bass full thì hỗ trợ cho cái tiếng ca. Tiếng ca nó rõ ràng, nó chi tiết. Và bên này sẽ hỗ trợ cho anh chị một loa chung. Trên này là một loa chép 350. Đặc điểm của Casibox 279 Pro trang bị cho anh chị một dải đèn LED phía trước. Cả hai mẫu loa đều trang bị cho anh chị thiết kế là thùng gỗ và bọc da bên ngoài. Với Casibox S9 Plus thì chúng ta sẽ có da màu xanh như thế này. Rồi, con này sẽ có da màu xanh đen anh chị nhé. Cả hai loa đều trang bị cho anh chị tất cả những cái hiệu chỉnh cho phần nhạc, cho phần mic, cho phần tiếng vang. Nhưng mà trên Casibox 279 Pro trang bị cho anh chị là nút hiệu chỉnh là mic min để hiệu chỉnh cho dãy âm chung của nhạc và hiệu cho dãy âm chung của micro. Đó là điểm khác nhau giữa hai bo mạch hiệu chỉnh của con loa là Casibox S9 Plus và Casibox 279 Pro. Điểm khác nhau tiếp theo trên hai mẫu loa đó là phần công suất và bo mạch công suất anh chị nhé. 279 Pro sẽ trang bị cho anh chị một cái bo mạch công suất. Chúng ta sẽ có công suất RMS là 300W và trang bị cho anh chị một số cái cổng kết nối như OTG Live thì chúng ta livestream này, có cổng optical, ARC, rồi anh chị có những cái cổng 3.5 để là cắm được tai nghe và livestream. Bên này sẽ có những cái cổng cho guitar và micro. Loa cũng trang bị cho anh chị một số cái tính năng như là TWS để chúng ta có thể là kết nối hai con loa này với nhau và hỗ trợ cho anh chị hai cái cổng là thẻ nhớ và USB. Còn trên loa Casibox S9 Plus sẽ trang bị cho anh chị một cái công suất RMS là 200W. Đó, nhỏ hơn với 279 là 100W gì nhé. Và hỗ trợ cho anh chị một số cái cổng kết nối USB này. Chúng ta có mode để chuyển đổi tín hiệu đầu vào, tạm dừng, qua bài, có ưu tiên tiếng mic và có output phía sau. Những cái cổng kết nối là chúng ta có là 3.5 in và out, guitar, micro. Đó, và ở đây sẽ có những cái đèn báo pin cho anh chị luôn. Đó, nằm phía sau này. Đây là cái tiếng micro của con loa Casibox 279 Pro. Alo. 1 2 6 7. Chờ người tin lắm và tin đau tin sương sờ tin trong di hoa nhạc nhòa. Và đây là tiếng micro của con loa Casibox S9 Plus. Alo 1 2 6 đi 1 2 2. Chờ chơi tình là vọt 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 tình sự giấc tình trong si bóng nhạt nhòa.